Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hexit nha. Và ở tập trước ấy thì mình có khám phá một vài cái công trình ở trong đây và mình cũng đã bỏ sót được một món đồ, đó chính là cái cây Legend Bow ấy. Và đây chính là công thức của nó nè, mình đã bỏ lỡ rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo lại để bù nha. Rồi, đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị phôi sắt này, cung và chỉ. Để coi phôi sắt hình như trong rương này mình còn thì phải. Phôi sắt hình như là trong cái ba lô xanh. Đó, mình sẽ lấy phôi sắt ra trước. Kế tiếp thì mình sẽ lấy chỉ. Chỉ thì đây mình có rất là nhiều nè. Và que nữa. Que thì bên rương này. Đó, mình sẽ lấy gỗ ra để đổi ra que nhá. Ván gỗ, que. Rồi, giờ thì mình sẽ chế tạo những cái cung bình thường trước. Đầu tiên là đặt như vậy. Kế tiếp là chỉ thôi. Mình cần hai cái cung bình thường trước nè. Như vậy và cung vào. Đó, mình cần hai cây cung sắt như vậy. Quên nâng cấp mà đòi làm cung xịn sao được. Rồi giờ thì mình mới cho vào nè. Hai cây cung. Hai cây này ghép lại. À, cái này ghép lại cũng được. Và một phôi sắt như vậy. Đó, vậy là mình đã được một cái cây cung xịn rồi. Và cây cung này có công dụng là bắn ra hai phát mà các bạn nói ở tập trước ấy. Đây mình sẽ bắn thử. Chưa, để mình coi. Mình lấy kinh nghiệm ra, mình enchant nó cái dòng vô hạn. Tại vì mình muốn test coi là nó có thể sử dụng được cái dòng vô hạn không ấy. Có vô hạn nè. Wow, không bị phá vỡ, enchant luôn. Sức mạnh là mắc luôn, đấm hả? Cho dòng đấm luôn. Và thêm dòng lửa luôn đi. Đó, vậy là cái cung mình đã rất là xịn rồi. Giờ mình sẽ ăn cái quả kinh nghiệm vào lại và test thử nha. Hình như trong người mình không có mũi tên. Mình sẽ lấy ra thử một mũi tên nè. Các cái cung crystal ball vào. Đây và các bạn thấy chưa, trên cái cung của mình hiện tại có hai cái mũi tên kìa. Nó dùng được cái giọng vô hạn luôn. Wow. Bắn thử bé đà điểu đó nha. Ui. một mũi tên thôi là ngỡm bé đà điểu luôn. Wow. Một phát bắn ngõm hai mục tiêu luôn nè. Quay, cung xịn. Ui, ra nhiều vậy. cung xịn. Vậy mà tập trước mình lại bỏ lỡ, tiếc ghê luôn á. Nhưng mà không sao, công thức của nó thì rất là rẻ. Thành ra mình cũng có thể chế tạo lại để bù lại nha. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu khám phá về hướng bên đây nè. Giờ mình sẽ đi dọc cái bờ biển này, biết đâu mình đã tìm được một cái tòa thành hoặc công trình nào đó, tại vì bên đây mình chưa có mở ra nhiều ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thôi. Và mình sẽ mang theo một cái cây electric staff này nè, để có thể vượt qua những cái vùng biển đó dễ dàng hơn nha. Rồi, và những chỗ trống như vậy thì mình sẽ sử dụng cái set đồ này nè, để di chuyển cho nhanh. Ui, sao bắn? Ui, giật mình. Star Spy. Wow, đồ xịn. Để coi cái này làm được gì không. Được một cái Sky Beam Block. Rồi cái này làm được gì không. Cái này mình chưa biết công dụng của nó để làm gì nữa. Wow, đồ xịn nè. Cái này đẹp cực luôn á. Wow, được, ổn. Rồi, và ngoài ra thì hình như mình còn phát hiện được một cái thiên thạch nữa các bạn ơi. Đây, mình sẽ dẫn các bạn đến chỗ thiên thạch nha. Mình mới phát hiện hôm bữa trên đường về ấy. Ui, thiên thạch này nó đốt mình. Đó, đây. Thiên thạch mà mình phát hiện nè. Mình không biết nó là cái gì nữa, nhưng mà lúc mình đi ngang ấy thì mình đã phát hiện nó và mình chưa có dám đụng vào. Giờ thì mình sẽ thử đào ra nhá. Cái nó có cái khói gì ở trên nè. Ui, sao mất tiêu luôn rồi. Ô, khói này rơi bất kỳ block nào vào ấy là sẽ bị đốt và mất tiêu luôn. Ô, xịn vậy. Chưa mình sẽ thử nè. Ủa nè, nó đốt nè. Đó, khói này ghê quá. Sẽ đập cho nó rơi xuống nước nha, để cho nó an toàn. Chứ ui, à trong đây có cái rương. Wow. có rương. Dây, để mình coi trong cái rương này có cái gì nha. Và mình sẽ đập cái cối ác kim thạch này ra coi.
Ui, cái cúp mình đào chậm quá. Chắc mình phải lấy cái cúp kim cương của mình ra rồi. Để lấy cúp kim cương ra đi. À, đây cúp kim cương này. Hiệu suất 5 đó. Nó cúp kim cương đào khác biệt liền. Rồi, đập cái này ra lẹ 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 lẹ. Đập cái dưới trước cho nó rớt xuống nước ấy. Không biết trong rương này có gì ta. Ủa mình được cái dust gì nè. Cái này hình như là để làm xếp đồ đúng không? Đúng luôn. Cái này để làm xếp đồ ở nhà mình đang thiếu ấy. Vậy được được được, để có gì mình đào nhiều nhiều mấy cái này về á, rồi mình sẽ làm thử xếp đồ kia nhá. Mấy cái này có đổi ra được không? Valen Meteor gì nè. Ồ, cái này nó hết cháy rồi. Nó tắt rồi. Kiểu như nó mất đi cái sức mạnh rồi ấy. Tiếc ghê luôn, nhưng mà mình nhặt chỉ có 4 cái thôi. Không biết có đủ không nữa, hình như nhà mình có cái mũ rồi ấy. Rồi, vào đây kiểm tra coi. Wow, được cái chip gì nữa nè. Ô, cái chip này để làm cái set đồ kia. Ờ, vậy là đây là những thứ mà mình cần để chế tạo hai set đồ mình đang thiếu. Được, 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 đồ tốt. Rồi, bây giờ hết rồi. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cho những thứ này vào trong ba lô nha. À, cho vào ba lô nào để dễ nhớ ta. Ok, cho vào ba lô này đi. Đó, cho hết vào đây. Áo giáp nè, chip tiếp và red game gì nữa. Mấy cái này cắt vào. Và mấy bạn nào biết công dụng của mấy thứ này thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Mình cũng chưa biết cách để kiểu như là sử dụng cái Star Spy này nè. Ok, từ từ tìm hiểu sao. Rồi, giờ về cung điện một cái. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chuyến khám phá tiếp nha. Không ngờ lại nhặt được một cái thiên thạch nè. Và một cái vì sao nữa. Rất là tuyệt vời luôn. Ui. Ủa mất tiêu rồi. Ủa mình mới thấy cái củ gì ở đây mà. Ủa, ok, giống như cái quả cà rốt vàng vậy á, nhưng mà nó nổi trên mặt đất luôn. Mình mới nhìn thấy, mình quay qua mất tiêu à. Ồ, tiếc ghê luôn á. Rồi, giờ mình sẽ cố gắng vượt qua cái vùng băng này coi. Hy vọng vượt qua vùng băng này mình sẽ gặp được những thứ mới nha. Rồi, no. Và đây là cánh cổng mà đã dẫn mình tới thế giới của bóng tối nè. Mình cực kỳ ghét cái cổng đó luôn, giờ không có dám xuống nữa đâu. Để không thôi lọt xuống cái thế giới bóng tối nữa thì toan á. Rồi vậy. Ồ, to thành băng à. Hôm bữa mình gặp mà mình chưa dám đánh nè. Hôm nay sẵn tiện quánh luôn nha. Rồi, và có một con skeleton, một con nhện. Được được, mình sẽ sử dụng cây cung để tiêu diệt mấy con này trước. Có cung xịn ngại gì không xài. Có cung xịn ngại gì không xài. Bắn lộn với cung xịn là sai rồi nhá. Rồi tiêu diệt những cái spawner này. Và tầng ở phía dưới á, đồ nó không có xịn đâu. Thành ra mình phải mình phải đi lên những cái tầng trên kìa, đồ nó mới xịn được. Đó. Tiêu diệt nữa nè. Rồi đập spawner ra. Đập nè. Quả trứng không cần. Tầng dưới thì đồ khá là bình thường. Vậy mình sẽ đập những spawner trước và nhanh chóng đi lên tầng trên nhé. Nó bắn mình lọt ở dưới luôn rồi. Cây kiếm mình nó còn yếu quá, mình phải đánh hai hit mới ngỡm được một con. Mấy con nhỏ này nguy hiểm vậy. Nó tấn công nhanh cực luôn á. Dám quánh mình. Rồi lấy xác lấy thức ăn. Lên tầng trên tiếp nào. Đàn nhện. Đâu có dễ quánh mình được. Đâu có dễ đâu. Bắn cho gớt này. Bắn cho gớt này nhá. Rồi, được một cái áo giáp kìa. Núp. Rồi. Đập. Và tết đen. Ngọc Ender thì chắc không cần đâu. Ngọc Ender mình có nhiều lắm rồi. Mà thôi kệ đi. Có nhiều thì nhiều, nhưng mà Enderman lâu lâu mới gặp á. Nên lấy thôi. Mấy con nhỏ bình thường thì mình chỉ cần một lần bắn thôi là tiêu diệt được rồi. Nhưng mà cái con nhỏ mà có hiệu ứng á là phải hai lần bắn mới ngõm được. Rồi tiêu diệt những cái spawner. Rồi kiểm tra kệ sách. Kệ sách khá là tốt nè. Thức ăn mình sẽ lấy luôn. Cất bớt những thứ không cần thiết vào. Một xíu mình sẽ dọn hết đồ vô ba lô đi, để có không gian ấy, để nhon đồ ở phía trên tầng cao nhất nữa. Rồi đi lên. Zombie hả? Nhện nè. Ui, đúng là có cái cung xịn có khác. Bắn mấy con này rất là nhanh luôn á. Cắn lén. Mình cực kỳ ghét mấy con nào mà cắn lén luôn. Rồi, vậy là gần tới tầng cao nhất rồi nè. Nó có những món đồ xịn rồi đó. Giờ thì mình sẽ dọn bớt đồ nha. Đây, cất bớt đồ vào. Cất
lấy và cho hết vào một cái ba lô nào đó đi, về nhà mình dọn sau cũng được. Cho hết vào đây. Ui, nhân lúc dọn đồ quýnh lén hả? Mình không thích bị quýnh lén đâu. Ui ui ui, ui sao mấy con này quýnh lén hoài vậy? Đừng, để người ta làm việc nào. Rồi, cho hết vào ba lô tiếp đi. Đây cậy sáp nè, cắt hết vào. Magic Essence cắt vào luôn. Đó, cắt láng hết. Lại quánh lén nè, đã biết người ta không thích bị quánh lén đâu mà. À, con boss ở tầng trên kìa. Và mấy tầng này thì thao nhiều lần bị mất đồ rồi, mình cũng đã rút mình cũng đã rút kinh nghiệm rồi, mình sẽ không mở rương đâu. Mình lên mình quánh con boss trước ấy, hoặc là dùng rìu đập. Ui ui ui, hay là dùng rìu đập đi ta. Mình nghĩ là nên dùng rìu đập. Tại vì nếu mình đánh xong á thì tòa thành nó sẽ bị sập đổ ấy. Đó, nhập đồ thôi. Đó. Rồi. Ui. Quýnh nè. Và trong đây chủ yếu là kim cương thôi à. Đó, trong lúc nó còn sống á, mình sẽ đi lên trên ấy để nhặt đồ. Úi da. Quýnh mình nè. Rồi, bay lên. Dạ. Ui, có tháo anh chan kìa. Ô, tháo anh chan, tháo anh chan. Bước đồ. Đó. Ui, một cây kiếm gì nữa. Ui, mình nhặt được kiếm xịn nè. người à, boss nè. Rồi, mình đã tiêu diệt được con boss này rồi. Và xuống dưới kiểm tra coi. Một cái khiên, một cái kiếm này thì không quá bình thường rồi. Được một cây rip lay. Rồi, ok, ổn. Giờ thì sướng thôi. Vậy, lần này đánh tòa thành á, mình đã được một cây kiếm mới. Đó, nó sẽ mở ra một cái cánh cửa gì đó đặc biệt để dịch chuyển tới một nơi để đánh nhau và kiểu như là mình phải rời khỏi nơi đó hay sao ấy. Ui ui ui, cây kiếm này dùng được nè. Búp. Oh. Wow. Một cánh cổng nè, đúng rồi, nó mở ra một cánh cổng thiệt nè. Nhưng mà mình được thêm một cái viên gì nữa nè. Viên này thì dùng không được. Để coi coi công thức nó có thể làm được gì không nhá. Cái này dùng để nó dùng để chế tạo những cái gì ấy, nó kết nối với những, nó thêm với những block khác ấy để tạo thành những cái viên có hiệu ứng khác nhau hay sao á. Các bạn nào biết công dụng của mấy thứ này á thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Toàn mấy thứ lạ không à. Rồi ok, giờ mình sẽ dọn đồ một cái rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cánh cổng mà cái kiếm này triệu hồi ra nhá. Wow, cánh cổng này khá là giống cánh cổng mà dẫn mình tới thế giới bóng tối. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn đồ xong nhá. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào thế giới của cánh cổng mà cái kiếm tạo ra nhá. 1 2 3, đi vào. Rồi, tiếp tục rồi, chương trình đó bắt tiếp tục bắt đầu rồi. Ui, đừng nói là cái thế giới bóng tối đó nữa nha. Ồ, cái này giống như căn phòng vậy đó. Ở đây có cái gì nè. Ủa, giờ mình phải làm gì ở đây? Tôi thui luôn á. Ủa giờ làm sao mình mới được về? Rồi xong luôn. Ui đây có đường nè. À, nó giống như cái mê cung vậy á. Hay là cái phòng vậy ta? Nè tối thui luôn hả? Thôi mà. Ui đây chỉ là một căn phòng thôi. Ủa, có cái gì nè. Ủa, cái này đập không có được. Thôi, lấy cây kiếm rồi tìm cách cho về. Tôi không biết cây kiếm này có cho mình về không nữa. Ui. Thôi, một lần thôi. Bị dụ lần trước rồi, lần này không dám nữa đâu. Mấy cái cây kiếm hoặc là mấy cánh cổng trong đây á, rất là nguy hiểm luôn ấy, không nên thử đâu. Ui, vào đây có một cái gì nè, để mình lại đằng đó thử nha. Rồi đi thẳng dưỡng bên đây coi.
Họ sẵn tiện mở bản đồ thêm và tìm thêm công trình để khám phá ấy. Khi nào mà mình khám phá hết những cái công trình ở trên thế giới này nè, thì mình sẽ qua những cái cái chiều không gian khác nha. Tại vì chiều không gian này mình nghĩ còn nhiều công trình mà mình chưa kịp khám phá lắm ấy. Thành ra mình phải cố gắng khám phá hết thì mới tới khu khác được. Rồi và... ôi mình đi hơi lố. Ui, đây là một cái nhà gì nè. Ui ui ui. Ồ, giống như một cái pháo đài vậy đó, pháo đài mini. Và đường vào đâu? Ủa không có đường vào hả? Kỳ vậy. Ủa cái này không có đường vào, có đường đi lên thôi. Ui mà làm cầu thang cũng khó cho người đi nữa. Thì cái tình cái anh nào thiết kế không biết nữa. Ồ cái này là mình phải đi vào bên trong nè thì mới đi xuống được. Ồ thì ra là vậy, được. Ui cái này có vẻ xuống sâu đây. Không biết dưới này có cái gì không ta? Ui, mình nghe tiếng con nhện rồi. không ổn, nghe tiếng nhện là không ổn rồi đó. Ui! Con gì hả? Mình chưa kịp nhìn nữa. Ui, 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 chưa, đập ra. Troll mình chứ gì? Ơ, à, nó dám troll mình. Ồ. Thì ra là nó đang troll mình á. Hồi nãy mình mà không đập cái tấm áp lực á, mình sẽ bị cái piston này nè đẩy qua một bên là mình sẽ lọt xuống đây, sau đó nó sẽ đóng lại. Đó, thế là mình sẽ bị kẹt ở dưới đây hoài luôn. Thấy nguy hiểm chưa? Wow, nguy hiểm thiệt á. Rồi, đặt lại để làm đường đi thôi. Tiếp tục nè. Ui. Nó thấy chưa? Nó cú lừa đấy, cái này là cú lừa đấy. Nè, mình đi tới đây nè. Đấy, mình sẽ sập bẫy liền. Đâu có dễ troll mình. Ui. Khoan. Chỗ này khá là nguy hiểm đây. Cái này là cái chỗ hôm bữa, giống chỗ hôm bữa mình khám phá nè. Ủa mà chỗ hôm bữa mình khám phá đâu có cái công... cổng kết thúc. Cái này là cổng kết thúc. May quá. Rồi giờ mình sẽ làm một cái điểm ở đây nha. Rồi đó, vậy là chính xác rồi đó. Giờ thì mình sẽ đi tìm những cái hướng khác nha. Nhưng mà cái này thì nó... cái này làm sao có thể chế tạo được ta? Cổng... để coi cái cổng kết thúc có công thức chế tạo không mới đã. Cổng kết thúc... cái này nó nhiều quá, khó nhìn vậy ta. Không biết cái này có công thức chế tạo không nữa. Hy vọng cái này có công thức chế tạo để mình có thể kiểu như là craft ấy. Và chế tạo thêm vài cái nữa. Chúng ta lắp thêm mắt của Ender vào là có thể đi xuống DN và đánh nhau với rồng rồi. Đó, rất là tiện. Ui, có đầu Reaper nè. Wow, hấp dẫn. Rồi ui, dùm bài. Ui Snow Goblin. Mấy anh này là mấy anh người lùn nè. Lại một tộc người lùn mới nữa mình tìm ra nè. Wow, và trong đây có những cái món đồ bình thường thôi. Đây là tộc người lùn mới nữa. Nhờ con Reaper mình mới biết bên đây có cái rương á. Cảm ơn Reaper nha. Rồi bên đây loot rồi. Cái này là gì đây? Anh em không có tên à, đúng không? Rồi đúng rồi, không tên. Ở đây là... ui nhiều anh người lùn thế. Ủa trên đây có gì không? Để mình thử nha. Để mình thử coi trên này có cái gì không có đã. Đây là một cái phòng. Wow, đây là một cái phòng nữa. Và nó nói ở phía trên này vì là cái nó kêu như cái gác gì đó. Rồi qua đây đánh nhau thôi. Anh kia còn bị kẹt ở phía dưới lòng đất nữa. Ui ở đâu ra vậy? Ui mấy anh này lùng lùng vậy mà quánh đau vậy ta. Người lùng hả? Tiếp tục. Reaper nè, người lùng nè. Rồi và đây chỉ làm hai đường, mình sẽ đi xuống đường này đi. À hai cái như một mà. Mấy ảnh còn ở đây trao đổi gì nữa kìa, hạt vàng kìa. Quýnh nhau đi. À và anh người lùng này mình thấy hay hơn anh kia là không có kiểu như là tàn hình để trốn. Đó, anh này lại đánh 1-1 như vậy nè, mình rất là thích luôn. Đó, chơi là phải chơi 1-1 như vậy chứ chơi tàn hình mà ai đánh lại đúng không? Ui da. Được đấy anh bạn. Rồi. Và bên đây coi. Ui, hai anh luôn. Nhưng mà mình cần phải ăn thức ăn vô cái đã. Hết thức ăn rồi, nó mất khả năng hồi phục ấy. Tiêu diệt anh người lùn nè.
Và đây là một căn phòng có những cái spawner, đạp spawner và tiêu diệt skeleton luôn. Anh người lùn này cũng xài những cái gậy trái tim nữa kìa. Wow, vậy là mấy anh này tính ra ai cũng biết xài gậy trái tim luôn á. Có rương nè. Mấy cái sen và một cái quả bom. được, mình sẽ dùng quả bom. Coi cái này có công thức gì không? Mở cái đó để nung lên cho nó ra đồ ngẫu nhiên à. Thì ra là vậy, cắt mấy này luôn đi. Rồi, cắt bớt vào. Mình sẽ thử thử dùng quả bom rồi nhá, hơi nguy hiểm một xíu. Bên đây coi còn đường không? Bên đây hết rồi. Rồi, bỏ thôi, đánh bom. Cái này chỉ bom nổ chậm chứ không phải bom nổ liền. Bom nổ nè. Boom. Bom nổ có 4 máu nữa. Ui thua bom lép nữa. Tuyệt tình, bom nổ mà có 4 máu à. Ui thả tim cho đồng minh ạ. Thả tim nè. Rồi. Ui, anh này. Cái khiên mạnh vậy, mình quýnh nghe beng luôn. Mình gặp mấy cái này mình sợ quá à. Phải đạp ra trước mới được. Không tôi đạp mà chúng bẫy thì toan á. Đây là một cái đường nữa, mình sẽ làm dấu chỗ này trước. Một hồi là thế nào cũng bị lạc cho coi á, phải làm dấu trước mới được. Rồi, trang bị vào. Rương. Được một cái ox cell á, cái này là dùng để đựng sách đúng không? Đúng rồi, cái này như là để đựng sách vô á. Wow, hay á. Một cái electric essence, những cây đuốc. Ổn, mình sẽ cắt bớt những thứ không cần thiết vào. Rồi, essence thì cho vào rương này đi. Rồi, đi tiếp thôi. Bơm thì chắc mình vứt đi. Bơm lép gì đâu nổ. Có 4 máu anh tâm bài thôi à. Vậy mà cũng gọi là bơm nữa. Anh này mình đánh rơi ra ca sát luôn. No, đường này mới đi xuống được. Tiêu diệt anh nè. Rồi, và mấy anh này cũng có cộng lông gà trên đầu giống như... Mình phải đạp lên rồi nhảy và đi riết qua mới được. Nguy hiểm ghê luôn á. Cái này nhiều cạm bẫy lắm luôn. Creeper nè. Binh đòn Creeper. Và đây là một cái hang gì nữa nè. Wow. Dẫn tới một cái hang và phía dưới là vùng tuyết à. Đúng rồi, mình đang ở phía dưới vùng tuyết nè. Coi trên đó có rương không? Trên đó thì không có rương. Ui, anh này được cường quá. Và rơi ra cây rìu thì phải. Chưa, để mình tiêu diệt hết mấy anh này trước. Rồi kiểm tra coi. Rương. Wow. Cái gì đây? Scroll up escape. Cái gì tội thoát gì nè. Mình coi cái này là cái gì. Ủa sao nó phát sáng nè. Khi mình giữ thì nó sẽ phát sáng lên. Rồi mất. Cái đó công dụng là để bay về nhà. nghịch giải rồi. Thiệt tình giờ phải tìm đường lên đằng kia nữa. Rồi đi về hướng bên đây. Rẽ qua đây. Ủa đúng không ta? Nãy mình phải đi đường này không? Ủa sao mình thấy đường lạ vậy? À không, cái này đường xuống mà. Quên đi ngược đường. Ngược đường rồi. Rồi đi qua đây mới đúng nè. Rẽ trái. Rồi sau đó rẽ trái tiếp. Cái tiếp là rẽ phải đúng không? Đi lên. Không, đi tiếp luôn. Sau đó rẽ trái rẽ phải ta. Hình như đi thẳng về hướng bên đây thì phải nè. Rồi. Và qua đây thì mình sẽ đi xuống. Đó, nhớ từ rồi. Và tới đây thì tới nè. Suýt nữa thì bị lạc rồi. Thì ra cái món hồi nãy là sẽ giúp mình trở về nhà ấy. Hồi nãy mình chưa đọc kỹ nữa, mình đã dùng rồi. Sao thì mình sẽ cố gắng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhé. Nếu không thôi như hồi nãy nữa thì chết á. Rồi mình đi một phát qua tới bên đây luôn chứ. Tiêu diệt ngươi nè. Rồi kiểm tra tiếp. Cái này có một cái reinforced nữa. Và một cái cây đâm này chắc mình không lấy đâu. Vứt bớt mấy cái này cho vào đi. Đó, vứt những thứ không cần thiết vào. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tiếp thôi. Kiểm tra trong đây còn rương không. Có vẻ trong đây hết rương rồi. Còn bên đây lại là một đường đi xuống nữa. Sao mà nó dẫn xuống sâu vậy ta? Đừng có sâu quá. Ui, cái này sâu lắm luôn ấy.
trên đây có rương không? Trên đây thì không có rương. Ui tầng này không có mấy anh kia luôn à, không có mấy người lùn luôn. Ủa mấy anh, anh sợ anh chạy hả ta? Bên đây có rương không? À đây có rương nè. Ui, ui skeleton cường quá. Ui nó trâu cực kỳ. Mà nó có rơi ra gì không? Ủa nó không rơi ra gì luôn á. À được cái giáp nè. Wow, một con skeleton mà rơi ra giáp xịn ghê luôn. Cobalt ingot á, thôi mình không lấy đâu, mình đâu có dùng. À, reinforced bow, cái này là cái gì đây? Ủa cái này được gì không? Cái này thì công thức nó không có dùng để chế tạo thêm cái gì hết. Ồ, tiếc vậy ta. Rồi đi tiếp theo nào. Ở đây là cái chỗ gì nè? Ồ, nó dẫn tới căn phòng đựng tranh. Có những cái anh em. Wow, cái phòng đựng tranh này có lầu 2 nè, để lên lên. Ui giật mình ạ. À. Ô có mấy đầu, có mấy anh zombie nè, để mình lấy về thử coi. Coi cái đầu này có thể làm được cái gì không? Đầu zombie thì không có chế tạo được công thức. Ờ có biết nào giấu rương sau mấy bức tranh không? Ờ cũng có thể lắm á. Ồ mấy anh này có phòng trưng làm tranh nữa. Ừ. Và sau này thì không có rương. Ui quá đầu quá giật nè. Ồ ghê vậy. Này nãy mình đi rồi nè. Ui mình bắt đầu bị lạc rồi. Hôm nay có rương không? À có rương nữa. Wow. Có ba lô rồi. Có bánh thì không lấy đâu. Rồi vứt bớt mấy thứ linh tan tinh vào. Vậy là mình có thêm hai cái ba lô trống nữa. Tha hồ mà chứa đồ luôn. Rồi đi tiếp thôi. Mấy cái phòng này. Ui nó bắt đầu có mấy anh zombie xuất hiện rồi nè. Creeper hả? Creeper. Skeleton. Người lùn. Ui mấy anh người lùn. Ui con Creeper đó phải tiêu diệt sớm mới được. Creeper hả? Creeper. Creeper. Ui Creeper cũng biết teleport sau lưng mình nữa chứ. À mà được một đôi giày nè. Tiêu diệt Creeper mà được nguyên một đôi giày luôn. Nè. Wow cái này thì hầu như không có công thức chế tạo luôn. Ô xịn xịn xịn. Một xíu mình. Ui. Ô nhện cắn lén. Một xíu mình sẽ lên trên để tìm cách test nó nha. Đặt cái này ra đi. Dám bắn mình nữa. Ồ, mình tới phòng của thư viện nè. Wow, và đây là những cái cửa mới. À không, cái này là để nói lại thôi. À, và đây rất là nhiều đường luôn. Wow, wow. Rồi giờ mình sẽ lên đây để kiểm tra coi nó có những món đồ gì nha. Rồi, thời khắc loot đồ là đây. Cắt bớt những thứ mà mình nhặt được nãy giờ vào. Vứt những thứ không cần thiết đi. Đó, vứt. Rồi sạch rồi. Wow quá đậm. Ui ba cái Hexical Essence luôn. Dây và bơm lép nữa. Thôi bơm lép không lấy đâu. Khối vàng nè. Mấy cái này nó tính ra nhiều khối vàng lắm luôn á. Rồi mình sẽ bay lên trên một cái. Kế tiếp là Water Essence. Than đuốc á. Đuốc lấy một ít cũng được để dành xài. Và một cái áo nữa. Và một cái cây spear gì nữa nè. Mình không biết cây này dùng gì ta. Chưa để mình test thử. Búp. À cái này vũ khí thì phải đúng không? Cái này như không có công thức. Kệ lấy tạm xài nhá. Và sắt nè. Rồi tiếp theo là cái rương bên đây. Mũi tên Light Arrow. Mũi tên sự sống à. Để mình vứt cái mũi tên thường ra coi. Coi cái này á, nó có áp dụng được cái dòng mending không nhá. Ủa dòng vô hạn không nhá. Ô nó không có dùng được dòng vô hạn. Ồ vậy thì mình không lấy đâu, có mấy mũi mà ai xài được. Phải nhiều kìa, và áp dụng được dòng vô hạn thì càng tốt. Wow, một cái ba lô bự. Đúng thứ mình cần. Và một cái poison step. Mắt của Ender. Hay Essence á. Hay Essence chắc mình sẽ lấy. Rồi, kế tiếp là sách thôi. Và phòng này thì có rất là nhiều kệ sách luôn á. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ nè, cũng như là lấy thêm một ít kệ sách về để có gì còn sử dụng nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và trên đường đi khám phá tiếp ấy thì mình đã phát hiện một con gấu đen này. Hôm bữa gặp được gấu trắng rồi, giờ mới gặp được gấu đen nè. Và gấu đen này có 15 máu thôi, khá là yếu á. Rồi giờ thì mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây một xíu, coi có gặp tiếp cái công trình gì khác không nha. Rồi mình sẽ cùng các bạn khám phá tiếp nha. Trên đường đi thì mình phát hiện ở đây có một ngôi làng nè. Giờ mình sẽ vào trong nhà của bác Thơ Ràng coi bác ấy có đồ gì xịn không nha. Rồi. Wow, có vàng và bánh mì. Thôi mình sẽ lấy hai thứ này. Và đây có kệ sách nữa. Mà giờ thì mình có khá là nhiều rồi. Ở đây có ngựa nè.
Ngựa đi nhìn mắc cười vậy. Rồi. Ui. Ồ, ngựa đen à. Ngựa đen, ngựa trắng thôi. Vậy ở đây chỉ có hai loại ngựa này thôi à. Và ở đây nó có một cái cây hay cái gì nè, rất là bự luôn á. Để mình lại đó và kiểm tra thử nha. Không biết cái. Ồ, đúng rồi, cái gốc cây. Một cái cây gỗ sồi siêu to luôn. Ui, nó còn có. Rồi, vậy là cái này không phải cây cây bình thường rồi. Có quái ở ngoài là không phải cây bình thường đâu á. Ui quá trời, có con xuất hiện nè. Dùng cung tiêu diệt, dùng cung tiêu diệt. Đó. Và à. Đây là căn cứ của bọn quái vật. Wow, và đây, đây một tên. Đây một tên nữa. Ui. Ai bắn mình, ai bắn mình? Skeleton nè. Rồi. À, và đây một tên cuối cùng thôi. Rồi, vậy là mình đã tiêu diệt hết những cái tên lính gác ở bên ngoài rồi đó. Giờ mình sẽ coi coi xung quanh đây có rương không nhá. Bên kia là một cái nhà nữa. Và cái cây này có vẻ là căn cứ của bọn quái vật nè. Có cái tầng 2 luôn à. Kiểu như nhà cây vậy đó. Rồi, mình sẽ kiểm tra coi. Ui ui ui. No 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 no. Tụt cầu thang chứ, đánh nhau mà bị tụt tụt cầu thang. Chịu với anh đó luôn. Rồi, mấy cái thứ này thì mình sẽ cắt bớt đồ vào mới được. Quá trời chặt chọi rồi. Cắt vào. Và bên đây thì hết rồi, nó có vạc và một dạng pha thuốc nữa. Và trên, ui, còn một tên nữa à. Hai tên luôn, ba tên luôn. Ui ui, nó cho mình hiệu ứng làm chậm kìa. Ui, ui. Chơi mà quăng thuốc người ta. Rồi, cắt bớt vào. Quá trời đồ linh tinh. Kế tiếp là một cái rương thức ăn. Nói chung mấy anh này chủ yếu là dự trữ thức ăn ở phía trên thôi ấy. Vậy là hết rồi. Vậy là đây là căn cứ của mấy anh này. Và ở phía dưới vẫn còn đường đi nữa. Wow, vậy là cái cây này không phải dạng vừa đâu. Có thể ở phía dưới là nguyên một cái căn cứ siêu to giống như hồi nãy thì sao. Một cái tòa tháp nhỏ xíu thôi mà ở phía dưới là nguyên một hệ thống đường hầm và bẫy rất là nguy hiểm luôn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã dừng chân tại cái gốc cây cổ thụ siêu to này. Và trong chuyến khám phá lần sau thì mình sẽ cùng các bạn đi xuống phía dưới để khám phá tiếp nha. Và nếu các bạn thấy thích series này và muốn mình làm tiếp những tập tiếp theo thì đừng quên để lại cho mình một like để giúp mình có thêm động lực làm tiếp nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những video tiếp theo trong series Minecraft Hexit. Bye bye.